về sáng nay nha anh em. Sáng nay thì mới về thêm được 6 cái bình xăng con đứt gài trái ga 22 Kenhin Gia Băng. Tất cả là hàng rã xe, kho về chưa từng sử dụng tại Việt Nam. Đúng hàng bình xăng con Kenhin Gia Băng nha. Tình trạng là còn nguyên zin, không lai đồ. Tất cả là còn 7 màu hết nha anh em. Giá là từ 3,5 triệu một bình trở lên. Tất cả là cái ga đẹp. Anh em có nhu cầu liên hệ mình qua số điện thoại là 0933 996 332. Bình xăng con đứt gài Kenhin Gia Băng trái ga 22, toàn bộ là nguyên zin hết tăng đa nha, chưa từng vô xăng tại Việt Nam. Cái này là 6 bình của ngày hôm nay nha. Còn hiện tại ở cửa hàng mình cũng còn rất là nhiều bình xăng con Kenhin Gia Băng. Anh em có nhu cầu đến thì cứ xem mà lựa thoải mái, bình nào lấy bình đó. Còn đây là 6 bình của ngày hôm nay. Tại hiện tại thì bên cửa hàng mình cũng còn rất là nhiều bình xăng nha, chứ không phải là có mấy bình đó đâu. Rất là nhiều. Anh em thấy không? Giá dao động là từ 3,3 triệu trở lên, rất là nhiều. Còn bình đây là bình toàn bộ là bình xăng con SDC ít gài cốt 1, thì giá trung bình 1,8 triệu một bình. Cái này là những cái bình 4 ốc cốt 1. Anh em có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0933 996 332.